Bí tích thánh thể, dấu chỉ tình yêu. Luca đoạn 9 câu 11b đến 17. Khi thương nhau thì người ta sẽ làm mọi cách để biểu lộ tình thương và sự quan tâm của mình. Những món quà, những cuộc điện thoại hay những tin nhắn qua điện thoại. Cử chỉ trao nhẫn cho nhau trong nghi thức của bí tích hôn phối cũng nói lên dấu chỉ tình yêu giữa hai người phối ngẫu. Dấu chỉ ấy nói lên từ giây phút đó họ sẽ thuộc trọn về nhau cả xác lẫn hồn. Tuần trước, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm trung tâm của niềm tin Kitô giáo. Ba ngôi cùng một bản thể, cùng một uy quyền và cùng hướng về một mục tiêu chung. Đó là đem tình yêu và hạnh phúc đến cho con người. Có thể nói, Thiên Chúa đã tỏ ra hàng trăm ngàn dấu chỉ để biểu lộ tình thương của người dành cho con người. Một trong những dấu chỉ quý báu ấy chính là bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể chính là bí tích quan trọng nhất trong bảy bí tích. Vì qua bí tích này, chúng ta đón nhận được chính Chúa Giêsu là nguồn mọi ơn phúc. Như chúng ta biết, trước khi chịu khổ hình, Chúa Giêsu biết mình sẽ không còn hiện hữu ở trần gian này nữa, nên người đã lập bí tích thánh thể. Để rồi qua bí tích này, người sẽ còn tiếp tục hiện diện với con người. Quan trọng hơn là người ban cho con người chính bản thân mình qua hình bánh và hình rượu. Ngày nay, mỗi khi tham dự thánh lễ là chúng ta cùng nhau cử hành bí tích thánh thể, bí tích tình yêu. Và rồi nếu có đầy đủ điều kiện, chúng ta sẽ lên rước lấy chính Chúa Giêsu qua hình bánh và hình rượu làm của nuôi cho sự sống đời đời. Thật là cao quý và hạnh phúc cho người tín hữu chúng ta. Mãi mãi chúng ta là những con người được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Hãy tin vào Chúa qua dấu chỉ bí tích thánh thể, bí tích tình yêu này. Và chúng ta được kêu mời hãy siêng năng rước lễ mỗi khi tham dự thánh lễ. Bởi lẽ rước lễ thì được những ơn ích này. Một là làm cho ta được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và với nhau. Hai là xóa bỏ các tội nhẹ và gia tăng ơn thánh hóa. Ba là thêm sức cho ta chống trả các trước cám dỗ của ma quỷ và sửa tính mê nết xấu. Bốn là bảo đảm cho ta được sống đời đời. Trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô đã nói: khi ta cùng bẻ bánh thánh, đó không phải là dự phần vào thân thể của người sao? Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh ấy, nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta chỉ là một thân thể. 1 Corinto chương 10 đoạn 16b đến 17. Cho nên hiệu quả của bí tích thánh thể là sự hiệp thông với nhau. Ông bà chúng ta có dạy: khôn ngoan đá đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Hay bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Còn ở đây, khi rước lễ là chúng ta được hiệp nhất cùng nhau trong thân thể Chúa Giêsu. Thân thể này không thể bị chia rẽ nhau từng mảnh,
mà phải được gắn kết với nhau. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho chúng ta tin vào dấu chỉ tình yêu qua bí tích Thánh Thể Người đã lập nên. Thể hiện niềm tin ấy là việc siêng năng rước Chúa và sống hiệp thông với nhau. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, muôn phiền lưu tâm sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên Chúa cho qua đi năm tháng đời con bóng tối. Tìm về bên Chúa nơi hạnh phúc chứa chan nụ cười, kề bàn tay Chúa bao hơi thắng, Chúa luôn gọi mời về cùng ai về nơi ánh sáng cho tôi tìm đường chính tôi. Tìm về bên Chúa con quên hết lắng lo cuộc đời, phiền ưu tư sẽ tan biến qua nỗi đau phận người. Tìm về bên Chúa cho qua đi tháng năm.